Hai hôm nay mình làm video review hệ thống dẫn nước mưa cho hồ cá bảy màu. Ở đường ống máy xối mình để một cái canh nhựa rồi dẫn dây ống nước vào canh nhựa thứ hai. Ở trên canh nhựa thứ hai mình khoan lỗ bắt ống dẫn nước cho các hồ cá. Mình tiết ống nước dẫn xuống hồ cá thì nước đã chảy. Mình về tiết ống dẫn nước bên này thì nước chảy tốt hơn. Ở hồ này nước cũng đã bắt đầu chảy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì subscribe kênh YouTube ủng hộ mình.